Chào các bạn, hôm nay mình ăn món bún măng. Mời các bạn cùng ăn với mình nha.
món ăn của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có muốn ủng hộ mình, vui lòng đăng ký giúp mình nha, để mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn. Mọi người nhấn đăng ký để ủng hộ mình ra những video mới nhé.